Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ Bảy, ngày 8 tháng 10 năm 2022. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu mùa thu 4 ngày. Và hôm nay là ngày thứ 2 của khóa tu. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Hồi chiều ăn đồ cúng cô hồn chắc khỏe dữ lắm không? Trời, thấy giật thấy thương luôn vậy. Giật xong rồi lo đi ôm về phòng ăn hết trơn, bỏ lại nguyên đống tàn lực. Thưa đại chúng, cúng thí thực cho người trong cái cõi âm đó, là một trong 8 cái công đức. Trong đó có công đức sửa đường, làm giếng nước, mình giúp cho người ta nghèo đói, cho người ta thực phẩm, cho người ta thuốc men, giúp người bệnh tật. Thì cái cuối cùng là thí vô già, tức là lâu lâu mình nghĩ đến người trong cõi âm và mình cúng thí cho họ. Và đó là một cái cách mình thể hiện tâm từ bi. Và có người sẽ đặt câu hỏi là họ có không mà mình cúng, phải không? Họ có mình cũng. Và trong cuộc đời này có những cái mình không thấy thì cũng không có nghĩa là nó không có. Có nhiều cái nó có sờ sờ trước mắt mà nó còn không mà, huống chi là cái mình không thấy, phải không? Thành thử khi mình gửi cái năng lượng vào đó, trước hết là mình làm lợi lạc cho chính bản thân người còn sống, tức là thể hiện được lòng từ. Mình thương cái người đó và mình nghĩ tới họ, mình cũng. Hôm rồi Pháp Hòa đi Phật sự ở Cali ngắn vì có việc đột xuất. Thì quý Phật tử được hay tin Pháp Hòa đến thì kéo về tối hôm đó rất là đông. Có một em nó mới hỏi Pháp Hòa, tại sao mình phải cúng giỗ? Thì nó hỏi bằng tiếng Anh, tại sao mình phải cúng giỗ? Thì khi Pháp Hòa giải thích ý nghĩa cúng giỗ đó, thì Pháp Hòa mới highlight, mới tô đậm cái chỗ cúng. Tại mình nghĩ cúng là mình đem bàn thờ, mình cúng Phật, mình cúng người này người kia vậy đó. Tiếng Anh dịch là offer. Nhưng mà thật sự chữ cúng đó là gì? Là cung cấp. Mình cung cấp để người đó thiếu thì mình cung cấp, người đó cần thì mình cung cấp. Vậy thì trong cuộc đời này, những cái vật dụng mà chúng ta đem, chúng ta tặng, chúng ta cúng đó là một hình thức thể hiện cái tình thương. Ví dụ quý vị thấy một Phật tử đau cổ, quý thầy đau cổ họng, quý vị đem cái cục kẹo, quý cô còn cúng dường thầy dùng đó. Mình thấy người ta cần thì mình cũng cần. Vậy thì trong cuộc đời này có những người, người ta đâu phải người ta chỉ cần thực phẩm đâu, mà người ta cần tình thương, ta cần sự hiểu biết, người ta cần sự cảm thông. Có nhiều khi mình sống chung nhà với nhau, đâu phải vợ chồng cần tiền bạc gì nữa, mà cần sự cảm thông, cần sự ngồi lại nói chuyện với nhau, cần sự, bây giờ ngồi lại là gây lộn, nói không được tới 3 câu, thành thử ra rút cuộc rồi người đó không thèm muốn nói nữa. Cái gì cũng thèm, thèm ăn, thèm ngủ, mà không thèm nói chuyện, không thèm nhìn mặt, không thèm gì nữa hết. Mà trong khi đó đang thiếu thốn, nhưng mà tại giận không thèm, và mình không nói được với nhau. Cho nên mình người trong cõi âm họ cũng khổ lắm, nhưng mà họ không nói được với mình. Nhưng mình thông cảm, mình đến với họ, mình nói với họ: này các vị cô hồn, nay tôi xin dâng cúng thức ăn biến 10 phương, cô hồn đồng thọ thực. Các vị hãy thọ thử những món ăn này. Thọ rồi để làm gì? Hãy quy y Tam Bảo, phát Bồ Đề, rồi sẽ đạt thành đạo vô thượng. Nguyện quý vị đều được no đủ, bỏ cái sang tham, sớm thoát u minh sanh tịnh độ. Sở dĩ quý vị khổ là quý vị đói khát, là tại quý vị chưa xả được cái tâm tham. Quý vị xả được tâm tham thì quý vị sẽ liền sanh tịnh độ. Cho nên khi mà lòng mình an, an là cái quả, siêu là cái nhân.
Mình siêu cái phiền não, mình vượt cái phiền não thì lập tức mình có an. Cho nên cầu an cũng là cầu siêu, và cầu siêu cũng là cầu an. Nhưng mà ở trong chùa mình dùng chữ kỳ an hơn là cầu an. Tại vì chữ kỳ an á, nó có cái sự tu tập ở trong đó, chứ không phải chỉ xin xỏ. Mà con muốn an và con sẽ làm mọi cách để cho con được an. Quý vị muốn an thì quý vị đi dự khóa tu, quý vị nghe pháp thoại, quý vị ở nhà quý vị tụng kinh, quý vị ráng nhường nhịn với nhau, đó là kỳ an. Còn không thì mình chỉ cầu an thôi. Cầu an mà mình không làm gì hết cho mình an, cho mình kỳ an, là con mong mỏi, con muốn điều đó và con sẽ làm được điều đó. Cho nên đừng có sợ, thí dụ lỡ danh sách mình được ghi vào danh sách cầu siêu, nó chết rồi, hèn chi năm nay xui quá. Mình mà siêu được, chữ siêu là gì? Là vượt, siêu là vượt, vượt cái cõi khổ là mình an. Mà tại sao mình bất an? Là tại vì mình phiền não, mình khổ đau. Cho nên vượt được phiền não thì mình liền an. Cho nên danh sách kỳ an, kỳ siêu đọc mỗi ngày. Nhưng mà đọc đó là để cho mình yên tâm, con gửi tên con lên Phật rồi. Nhưng mà quý vị 4 ngày ở đây là quý vị đang kỳ an đó, đang mong cầu cái đó, đang học cái đó để đem về. Và trước hết trong 4 ngày này mình an cho mình, và mình an cho mình rồi thì mình sẽ an cho người thân mình, mình sẽ an cho mọi nơi. Cho nên mình quy y Tam Bảo á, xây dựng nền tảng đạo đức cho bản thân, làm hạnh phúc cho gia đình, làm an bình cho xã hội. Khi Pháp Hòa quy y Tam Bảo cho Phật tử, Pháp Hòa hay nói vậy đó: quý vị quy y không phải để trở thành một tín đồ, để đạo Phật có thêm một member, mà quý vị đang phát cái tâm dõng mãnh, muốn sống cuộc đời mình hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát, một con người có đạo đức. Mà người có đạo đức thì mình được bình an, mà trước hết là mình được an, vì mình không sống rạng rỡ. Và đồng thời mình sẽ làm hạnh phúc cho gia đình mình, và nhất định mình sẽ đóng góp cho sự bình an của xã hội. Hồi nãy có hai Phật tử lên đến nói chuyện thăm Pháp Hòa, thì cô mới nói ông bạn đời mới giới thiệu, nói nhờ vợ con mà con biết đến đạo. Tại vì trước kia vợ con đi chùa, đi tu đạo, con không theo, tại con nghĩ mê tín. Nhưng mà khi mà con nghiên cứu học hỏi thì bắt đầu con theo. Cho nên tụi con bây giờ là chẳng những là vợ chồng mà còn là thiện tri thức, còn là bạn đạo với nhau. Pháp Hòa nói đúng rồi. Đạo Phật không phải chỉ có tín ngưỡng, thờ cúng, ca tụng thần linh, mà chúng ta phải làm gì để đời sống mình có hạnh phúc. Ăn thì ai chẳng ăn, mình ăn, người ăn, tất cả đều ăn. Nhưng mà ăn có chánh niệm thì ăn sẽ có sức khỏe, còn ăn không có chánh niệm thì bệnh tật. Nói thì ai không nói, mà nói chánh niệm thì làm cho nhau hạnh phúc. Nói không có chánh niệm thì gây tổn thương, gây đau thương cho nhau. Sống thì ai chẳng sống, nhưng mà sống không có chánh niệm thì cả một đời khổ đau. Còn sống có chánh niệm thì sống có an lạc, có hạnh phúc. Mà sống có an lạc hạnh phúc thì chết có an lạc hạnh phúc. Cho nên đừng có sợ chết đi đâu, chết đi về đâu. Cứ nhìn cách sống của mình mỗi ngày đây thì mình biết mình sẽ đi đâu. Mỗi ngày mình sống mình không có làm khổ nhau thì nhất định sẽ không đi địa ngục. Tại vì nói tới địa ngục là nói tới hai phương diện: người chịu phạt và người hành tội. Địa ngục là vậy đó. Mình là kẻ tội nhân thì sẽ có một cái quỷ sứ bắt tội mình, cho đó là cảnh của địa ngục. Và không khéo thì mình cũng địa ngục mỗi ngày, mình hành tội nhau, người kia phải chịu những cái khổ do mình giáng xuống. Cho mình có ý thức. Phật giáo là dạy cho mình sống có chánh niệm. Cho nên hồi sáng mình đọc đặt chánh niệm trước mặt, để chánh niệm trước mặt của mình, nghĩa là luôn luôn mình để cái chánh niệm vào trước
trước mọi, tất cả mọi công việc chúng ta làm. Ví dụ như mình cầm một cái tô, một cái tô mì nóng, thì ý thức báo cho mình rằng mì nóng, thì đưa cái muỗng mì lên thì mình làm cái gì? Trước khi mình ăn mình phải thối, chứ đâu có ai nói mì nóng hút cái rột phỏng mỏ. Mình biết mì nóng thì mình sẽ thổi. Và có một vị thiền sư ví dụ chỗ này rất hay. Như một người tới bốc một cục lửa lên, nhưng mà người ta nói rằng, miệng nói rằng bốc cục lửa lên, thì người ta sẽ lấy cái bao tay người ta đeo vào và lấy cái đồ để gấp, chứ tuy nói rằng bốc cục lửa lên thôi, chứ đâu có ai đưa tay vô bốc đâu. Nói là nói vậy, nhưng ý thức chánh niệm nó cho mình biết rằng mình sẽ chuẩn bị những dụng cụ gì để mình cầm cái cục lửa đó lên. Tu tập cũng vậy thôi. Cho nên tu không có gì khác hết, tu không có làm gì đặc biệt hết á. Và cái đặc biệt của mình là mình biết làm cho mọi việc nó sáng tỏ ra, cái gì nó ra cái này. Chánh niệm là vậy, tu tập là vậy. Cho nên đi biết mình đang đi, ngồi biết mình đang ngồi. Người tu niệm Phật lúc nào cũng niệm Phật, đi đứng nằm ngồi niệm Phật. Niệm Phật thì không niệm khác, niệm Phật thì không niệm khác. Còn người tu thiền thì dù không niệm Phật nhưng mà làm gì biết mình đang làm cái đấy. Cho nên hai cách nói, hai cách nói nhưng mà cùng một, một cái kết quả là gì? Trở về được với cái trạng thái tỉnh giác ngay trong giây phút hiện tại. Chúng ta đang học kinh Kim Quang Minh với chủ đề là ánh sáng hoàng kim. Chiều nay kỳ thứ tư. Hồi trưa, hồi sáng mình học kỳ thứ ba. Bây giờ đây là kỳ thứ tư. Và mình đang đọc đến cái chỗ là chánh niệm hiện tiền, mở cửa trí tuệ, thực hành phương tiện. Đặt chánh niệm trước mặt, lúc nào sống cũng với chánh niệm đó thì mở được cái cửa trí tuệ. Thực hành phương tiện. Phương tiện là gì? Phương tiện là đi ngược lại với cứu cánh. Nhà Phật có hai từ ha, phương tiện, cứu cánh. Thí dụ như là ăn là phương tiện, cứu cánh là gì? Là no. Cầm sâu chuỗi là phương tiện, cứu cánh là tâm mình đừng có tán loạn. Lấy cái mỏ có thỉnh lên để cho đại chúng tụng kinh có nhịp nhàng là phương tiện, cứu cánh là tụng nhịp nhàng, không có chữ nghĩa âm điệu nó không có lộn xộn với nhau. Ăn chay là một phương tiện, cứu cánh là trợ cái tâm từ và cái cơ thể mình nó nhẹ nhàng và mình dễ thiền quán, cũng như là giảm đi cái sự tạo nghiệp. Thì tất cả những cái phương tiện, thí dụ như cái áo này là một phương tiện, và cứu cánh là giữ người tu ở trong cái khuôn khổ. Cạo tóc là một phương tiện, nhưng mà nhờ cạo vậy cho nên các vị không có làm sai đi với cái con đường của mình. Nhưng mà bây giờ đây thì người ta cạo nhiều lắm, rồi mấy cái đồ này nó cũng bán ở ngoài chợ nhiều lắm, cho nên lần này bắt đầu phải rà nữa, phải có cái máy rà, ai thiệt ai giả. Cho nên Phật cũng nói trước rồi, người nào mà tự cạo đầu, tự mặc áo, tự xưng mình thì cũng trong chúng cũng có dạng như vậy. Cái này gọi là tỳ kheo tự xưng. Trong 8 loại tỳ kheo có 8 loại. Trong đó có một loại tỳ kheo là tự cạo đầu, tự mặc y, tự xưng mình là một tỳ kheo, một thầy tu, thì đó là tỳ kheo tự xưng. Mở cái cửa trí tuệ, vận dụng thực hành phương tiện, tự tại vận dụng thần thông vi diệu. Thần thông là gì? Thông là không có bị ngăn ngại, gọi là thông. Thần là gì? Là sức mạnh. Ví dụ như mình có con mắt nhìn xa,
thì cái đó là thần thông của mắt. Nhưng mà trong Phật giáo á, thần thông cũng có nghĩa là gì? Là mình có thể nhìn tất cả mọi sự bằng con mắt từ bi thông cảm, thì chính con mắt đó là có thần thông. Trong cái bài tụng của mình đó, con xin nguyện lắng nghe bằng đôi tai xót thương, bằng tấm lòng lân mẫn. Nhìn và nghe như thế là hạnh của Bồ Tát, có thể làm vơi nhẹ khổ đau trong lòng người. Cái quan trọng là mình nhìn như vậy, mình nghe như vậy. Thường thường trong khóa tu á, Pháp Hòa hay hỏi thăm các vị ở chung có hạnh phúc không, có an ổn không. Thì có nhiều vị sẽ nói dạ trong phòng con có cái cô đó, cổ hơi bệnh, hay cổ hơi này, cổ hơi kia gì đó. Nhưng mà tụi con thương nhau lắm, vì hiểu nhau cho nên thương nhau và hỗ trợ cho nhau. Pháp Hòa nghe như vậy Pháp Hòa mừng lắm. Và Pháp Hòa còn sắp tấn già, Pháp quý cô ráng, quý chú ráng trợ duyên cho nhau. Cô đó tội lắm, cần sự giúp đỡ, cần được sự thông cảm. Có nhiều người Pháp Hòa biết trước luôn, cho nên Pháp Hòa biết được ở chung với nhau là Pháp Hòa rà trước với ba người kia. Cô sẽ sống chung với người đó, ráng thương cổ, giúp cổ, tội lắm. Mình rà trước vậy đó, để cho người ta, khi mình sống chung mà mình không hiểu nhau thì mình không thể tiếp nhận được, dù chỉ có 2-3 ngày. Thì mình sống được như vậy đó, mình gần gũi được như vậy, gọi là gì? Thần túc. Thần túc là qua lại tự tại, thấy không có ngăn ngại. Bây giờ nhìn người đó, hiểu được người đó, gọi là thần thông của mắt. Nghe được người đó là thần thông của lỗ tai. Biết được người đó có một quá khứ rất tội nghiệp, cho nên người đó bây giờ cái cách sống nó mới vậy, cách nói chuyện nó mới vậy. Cái đó gọi là gì? Túc mạng. Túc mạng là biết được cái quá khứ của người đó. Cho bây giờ mình chứng chưa được thần thông như các ngài, nhưng mà cái thần thông mà cơ bản trong cuộc sống này chúng ta làm được. Tập nhìn người, tập lắng nghe, tập hiểu người, hiểu được cái quá khứ. Sở dĩ người ta như vậy là người ta có một quá khứ rất đau thương. Cho mình hiểu được người đó thì mình có được túc mạng. Trong này mới nói vận, tự tại vận dụng thần thông. Thần thông ví dụ là vậy đó. Thần thông ví dụ là vậy đó. Ngày hôm qua Pháp Hòa có renew cái passport. Tức là mình có cô Phật tử quy y lâu rồi, nhưng thứ nhất là quy từ nhỏ, thứ hai là chưa có điệp giới. Cô pháp danh là Diệu Phước. Pháp Hòa phải chọc và nói cô này là renew cái passport, renew cái hộ chiếu. Khi mà lên nhận cái điệp giới, thôi cô có biết Diệu Phước là gì không? Diệu là vi diệu, phước là cái điều kiện an ổn, tốt lành mà mình có được. Mà diệu phước là gì? Có con mắt thấy tốt là diệu phước, có lỗ tai còn nghe được là diệu phước, đưa miếng cơm lên ăn mà còn biết ngon là diệu phước, còn hai cái chân khỏe để đi là diệu phước. Nãy đó bài hát đó là diệu phước đó. Còn thở là ta còn sống, bước đều là còn đủ hai chân, còn thấy đường để ngắm thiên nhiên, vậy là sướng quá tiên trên đời. Đó là diệu phước. Diệu phước là cái phước vi diệu mình có được. Đây mình ngồi đây mình diệu phước nè. Muốn đi tu không có tiền mua vé bay lấy gì đi, bay một cái vèo mấy tiếng tới đây, có phải là vận thần thông không? Thần thông vi diệu không? Tự tại không? Muốn đi đâu là book vé là đi liền. Thành thử ra các vị này là những người có tự tại vận dụng thần thông vi diệu. Bàn tay mình nó màu nhiệm lắm. Bàn tay vô thủy vô chung, bàn tay màu nhiệm vô cùng của ai? Của em. Bàn tay vẫy gọi sau đêm. Cái bàn tay này mình có thể làm được rất nhiều việc. Cho nên ở trong chùa mình đi tu học đó, có cái bài kệ rửa tay, múc nước để rửa tay,
Xin nguyện cho mọi người có đôi bàn tay khéo gìn giữ trái đất này. Trái đất này, cuộc sống này, ở nơi này được gìn giữ tốt hay không là nhờ những bàn tay. Quý vị thấy Tây Thiên là một mảnh đất cằn cỗi hoang vắng, mà nhờ những bàn tay màu nhiệm vi diệu đó, tuần nào cũng có mặt ở đây. Bây giờ Tây Thiên lột xác đó, đó không phải là bàn tay làm sao? Quý vị đi mấy ngày nay quý vị tu, quý vị thấy có những gì phải bước xuống cả một cái hố sâu như vậy để mà đào đất lấp đá vân vân, tất cả đều làm bằng tay. Mình chỉ cần nghe pháp rồi cái xuống nghe đi, đang đi lang thang vậy có chuông báo dấu ăn, ăn rồi đứng dậy úp chén đi vô phòng có người rửa, cực lạc chứ gì nữa. Thần thông vi diệu, đạt được tổng trì. Chữ tổng trì là dịch nghĩa của chữ Đà Ra Ni. Chữ Phạn là Đà Ra Ni, dịch là tổng trì. Tổng là gì? Tổng là tổng hợp, trì là gìn giữ. Như vậy nếu dịch nghĩa chữ tổng trì là gì? Là cái năng lực gìn giữ không để cho mất cái thiện pháp, và năng lực không để cho pháp ác nó sanh. Nhớ nha. Cho nên tổng trì bây giờ không phải là chữ nghĩa nữa, mà là tổng trì này bây giờ trở thành ra chữ là cái pháp tu. Nếu ai có khả năng làm cho thiện pháp ở nơi mình không mất, ai có khả năng làm cho cái pháp ác không sanh, thì người này có năng lực của Đà Ra Ni. Thí dụ mình có cái thiện pháp là bố thí, nhẫn nhục, nhưng mà tự nhiên giờ mình mất niềm tin với cuộc đời, mình mất niềm tin với con người. Bây giờ tôi chẳng còn yêu, bây giờ tôi chẳng yêu ai, vì người ta cứ phụ tôi hoài. Mất niềm tin quá. Thì mình nếu mà mình có, mình làm sao mà cái thiện pháp ở đây mình không mất và cái pháp ác nó không sanh? Cái đây là cái năng lực của tổng trì. Cho nên nếu mà dịch nghĩa cái chữ tổng trì mà đầy đủ, tổng trì có bốn cách. Thứ nhất là nghĩa nè, không, nghĩa. Thứ hai là pháp. Tổng trì, thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói cái thứ nhất là cái pháp. Chẳng hạn như mình thỉnh mỏ. Tại sao mình thỉnh mỏ hồi đó? Trước khi mình hồi một cái hồi dài, cái mình điểm 7 tiếng cốc, 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 cốc. Thí dụ vậy, tại sao mình điểm 7 cái tiếng nhỏ đó? 7 cái tiếng nhỏ đó là tượng trưng cho thất bồ đề phần. Cho nên mỗi ngày mình tụng kinh, mình vẫn hành trì cái cách là thỉnh 7 tiếng nhỏ. Cái này là mình mới trì pháp thôi. Nhưng bây giờ mình làm sao mình hiểu được 7 cái tiếng pháp, 7 cái tiếng mỏ này nghĩa gì? Thì cái này gọi là trì nghĩa. Mình trì pháp, mình trì nghĩa, thì gọi là tổng trì. Trì nhất thiết pháp, trì nhất thiết nghĩa, gọi là tổng trì. Ở Việt Nam mình nó có một cái thông lệ cúng linh đó. Người nào mới mất trong vòng 49 ngày á, thì không có được cúng ba đôi đũa. Đây là mình nói cái phong tục nha. Người nào mới mất trong vòng 49 ngày á, cúng để đôi đũa ở giữa thôi, để hai bên hai chiếc. Thì người ta mới hỏi, ủa tại sao cúng ngộ vậy? Cái ban đầu mình mới giải thích. Nói tại vì thường người mới chết đó, đi đâu cũng có người giữ đó. Mà cái người mà giữ mình đó, người thân mình cúng đó, thì dẫn mình đi về ăn. Nhưng mà cái người mà dẫn mình đi về, họ hay hối mình ăn lẹ lắm. Cho nên để một chiếc thôi, để cho họ ăn cho chậm.
Hôm qua nghe xong rồi nó rủ cái người giữ đó Ấn Độ thì khỏi cần đũa của khỏi cần phải đũa nĩa gì hết. Thật ra thì mình nghĩ sao mình làm vậy đó. Cho nên hồi nãy bàn cúng cô hồn á, có bánh pizza. Tại vì mình cúng, mình đang cúng cô hồn ở đâu? Ở Canada. Mình cúng cô hồn ở Canada thì phải có hamburger, phải có pizza. Mình sống đâu mình ăn gì mình cúng đấy. Ví dụ như mình là dân ăn gạo, mình là dân gạo, gạo nước, cho nên mình để muối gạo. Chứ cái dĩa muối gạo nó không có nghĩa gì đặc biệt hết á. Nó chỉ là một biểu tượng. Tôi là người Á Đông à, và tôi lấy gạo nước làm chuẩn, cho nên tôi cúng gạo. Và vì tôi là người tôi còn hiểu được là cô hồn có những loài ở cái cổ nó nhỏ như cái kim thôi, mà cái bụng họ to như cái trống cho nó, ngạ quỷ mà. Cho nên quý vị không có có những loài ngạ quỷ như thế không thể ăn được nước bị xà cho nó trận trắng mới chết. Cho nên nấu cháo lỏng, nấu cúng cô hồn là phải nấu cháo, mà phải nấu cháo loãng nữa đó. Người Trung kêu cháo thánh, nấu cháo thánh nghĩa là nấu cháo loãng, nấu cháo mà nước nhiều để người ta nuốt thôi. Phong Hòa mới hỏi mấy thầy mấy chú chứ, ủa hôm rồi mình thầy nhớ mình có mua mấy cái bình sữa mà bữa nay không thấy đem ra cúng. Mấy cái bình sữa để bú á, tại vì trong cô hồn có con nít, có những đứa con nít sanh ra rồi 1-2 tuổi mất nè, hoặc là bị mẹ bỏ nè, hay là nó bị sảy thai nè, trong đó có cái có loại cô hồn, có khi mà thỉnh, nếu mà thỉnh mà đọc từng chi tiết là có một loại cô hồn đó. Cho nên mình viết cái bài vị: phụng vì pháp giới tứ sanh thập nhị loại cô hồn, 12 loại, trong đó có vua chúa, có mấy bà phi. Mấy bà phi là mấy người phi tần chứ không phải Philippines nha. Nghe chữ phi cái trốn mắt. Mấy bà phi tần của vua, có nhiều bà vô trong cung được tuyển chọn nhưng mà cả đời không gặp được vua. Cho nên mình mới có cái tác phẩm Cung Quán Ngâm Khúc, cái khúc ngâm oán hận của những người ở trong cung điện. Cung Quán Ngâm Khúc, quý vị đọc trong cái tác phẩm đó, quý vị sẽ nghe được lời than của các bà phi. Vận dụng thần thông vi diệu đạt được tổng trì. Thì bây giờ mình cứ nhớ cái nghĩa tổng trì đơn giản là gì? Làm cho thiện pháp sanh, hay là giữ cái thiện pháp nơi mình không để mất, và không để pháp ác nó sanh. Cho nên ví dụ ai đến đưa cho mình, nói cho mình nghe những cái pháp ác, nhất định không có tiếp xúc. Mà nếu có nghe thì đừng để tâm. Cho nên ngày nào thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà ra ni, nội cái câu đó thôi là nguyên thành nguyên một bài kinh để tụng để sống đó. Ngàn tai ngàn mắt thiên thủ thiên nhãn, tâm từ bi vô ngại, gọi là vô ngại đại bi tâm. Tại sao có được vô ngại đại bi tâm? Tại vì tâm này có là tâm của tổng trì, làm tất cả việc, giữ tất cả việc, hiểu tất, làm tất cả việc, hiểu tất cả việc, mà không việc nào dính mắc khổ đau. Biện luận thông suốt, đoạn dứt phiền não, vắng bặt nhiễm ô. Đây là diễn đạt, diễn đạt cái kết quả tu tập của các bậc Bồ Tát. Các vị này có được cái tổng trì, có được cái biện luận, đoạn dứt phiền não, vắng bặt phiền não. Không bao lâu nữa các vị này sẽ thành tựu trọn vẹn nhất thiết chủng tri. Nhất thiết chủng trí là trí gì? Nói gọn là trí của Phật. Tại vì trí này là trí biết tất cả, tiếng Phạn gọi là a bệ bạc trí. Có khi có nơi thì người ta không có dịch nghĩa, người ta để nguyên cái âm Phạn luôn là trí a bệ bạc trí. Thì cái a bệ bạc trí này
được dịch nghĩa là trí biết tất cả, tiếng Hán gọi là nhất thiết trí, nói đơn giản là trí của Phật. Vậy thì các vị này đã có cái trí của Bồ Tát rồi, không bao lâu nữa cứ thế mà phát triển, cứ thế mà phát triển, đến khi nào các vị này có được cái trí tuệ viên mãn như Phật. Hàng phục ma quân. Chữ ma đó nghĩa là những cái gì ngăn chướng mình. Mà ma này á, nó là một quân đội, nó là một nhóm, và nó có khả năng nó trì trệ mình, nó chướng ngại mình, cho nên gọi là ma. Cái gì làm cho mình, thí dụ như mình đang chơi thoải mái vậy, cái tự nhiên ai nhát ma mình, cái bắt đầu mình run lên, mình sợ hãi lên, thì nghĩa là nó ngăn. Mà có thấy ma chưa? Mình lạ con cái là chưa thấy mà sợ ma. Vậy mà con ma phiền não nó ở trong mình, không chịu đuổi nó đi, còn vuốt ve nó mỗi ngày nữa chứ. Ma nó có bốn loại: phiền não ma, ngủ ấm ma, thiên ma, ngủ và tử ma. Đây là căn bản nhất. Nhưng mà dịch nghĩa chữ ma là gì? Là sự cản ngăn, sự che chướng của mình. Hàng phục ma quân, giống trống đại pháp. Các vị nào mà làm những việc lớn, đem pháp âm truyền tải, thì người ta hay kêu là đánh trống. Nhưng mà đầy trống phải trống mua lân, không phải là trống gì hết, mà trống pháp, gọi là pháp cổ. Ở Đài Loan có một cái ngọn núi và có một cái tông phái của Ngài Thánh Nghiêm, gọi là Pháp Cổ Sơn. Pháp cổ nghĩa là trống pháp. Và trống pháp trong Phật giáo là tượng trưng cho người vang cái tiếng pháp, làm cho Phật pháp được lan rộng, được mọi người nghe thấy, gọi là trống pháp. Cho nên mỗi lần mình thỉnh trống, nó có cái bài kệ thỉnh trống: trống sấm vừa reo nghiệp chướng tiêu, ba hồi chính chuyển hướng tiêu diêu, trên kia thiên giới quần tiên lạc, dưới ấy u mê chúng quỷ siêu. Mình đánh cái trống đó lên thì làm cho cõi trời, cõi địa ngục, cõi khổ đều được tỉnh ra. Trống sấm tức là thường thường người ta thỉnh trống bằng thỉnh, mà hay đó là cái người nghe nó giống như tiếng sấm vang vậy đó. Trống sấm vừa vang nghiệp chướng tiêu, làm cho bao nhiêu cái phiền não mà tiếng trống mà lên rồi thì tâm mình nó nhiếp lại, nó không còn, nó có một cái gì nó chấn động, nó làm cho mình an trú trong giây phút này. Trống sấm vừa reo vừa vang nghiệp chướng tiêu, thỉnh thì thỉnh ba hồi hoặc chín chuyển, ba hồi chín chuyển hướng phiêu diêu. Trên kia tiên giới quần tiên lạc, ở trên đó các vị tiên cũng có niềm vui. Dưới ấy u quan chúng quỷ siêu, dưới cõi địa ngục các quỷ cũng được siêu thoát nhờ cái tiếng trống này. Hồi nhỏ mình ở trong nhà, mỗi lần mà nghe ai mà đánh trống mỗi lần là mình sẽ làm gì? Chạy ra coi. Rồi còn chuyện nữa nè, đang ngồi trong nhà ăn cơm mà nghe máy bay mà bay ngoài trời là làm gì? Chạy ra coi. Chẳng những mình coi, mình còn rủ nó: ê bay ơi, ra coi máy bay bay. Và mình lúc đó mình thấy gì nó xa vời đối với mình lắm. Trời ơi, biết ở đó nó ra làm sao ấy. Chừng nào mới được lên đó ngồi ấy. Rồi dưới này ngồi diễn đạt cái chiếc máy bay đó. Mới có tiếng trống muốn lân thôi đó, mà mình chạy rần rần vậy đó. Thì cái tiếng trống pháp mà vang lên thì làm cho mình chấn động, mở mang. Còn tiếng chuông cũng vậy, tiếng chuông vang lên thì cũng làm cho pháp giới này, nguyện tiếng chuông này vang pháp giới, khắp nơi u tối mọi loài nghe, những ai lạc bước mau dừng lại, tỉnh giấc hôn mê thấy nẻo về. Ngày xưa thi sĩ Chu Mạnh Trinh, ông cũng tỉnh thức bằng một tiếng chuông như vậy. Bầu trời cảnh bụt, thú hương sơn ao ước bấy lâu nay, kìa non non nước nước mây mây, để nhức động hỏi rằng đây có phải. Thỏ thẻ rừng chim
rừng tre chim cúng trái, lững lơ khe yến cá nghe kinh. Thoáng bên tai một tiếng chày kình, khách tan hải giật mình trong giấc mộng. Những người khách phiêu bồng giang hồ nghe tiếng chuông dừng lại. Và tiếng chuông chùa bây giờ trở thành ra một cái gì đó đi vào trong thi văn. Ngày xưa ông Trương Kế, ông cũng nhờ nghe tiếng chuông đó mà ông làm thơ đó. Ông làm cái bài Phong Kiều Dạ Bạc á. Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên, giang phong ngư hỏa đối sầu miên. Cô tô thành ngoại hàng sang tự, dạ bán chung thanh đáo khách thuyền. Nửa đêm mà nghe tiếng chuông chùa hàng sang thì cũng vừa lúc cái người chèo thuyền đã cập được bến. Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền. Người chèo thuyền cũng vừa cập bến khi tiếng chuông chùa hàng sang vừa chấm dứt. Chùa hàng sang ở Hàng Châu không có nổi tiếng, nhưng mà nhờ bài thơ của Trương Kế cho nên chùa hàng sang giờ trở thành ra du lịch, điểm du lịch. Chùa đấy vẫn còn ở Hàng Châu. Cô Tô Thành ngoại hàng sang tự. Pháo Hòa đến đó rồi và cũng đèo bồng lắm, leo lên cho được cái chuông đó. Giống trống đại pháp chế ngự ngoại đạo, khiến cho tất cả phát tâm thanh tịnh. Cái chữ ngoại đạo á, cái nghĩa thường là những người không cùng niềm tin. Nhưng mà ở trong Phật pháp á, cái chữ ngoại đạo á, nó không chỉ có cái nghĩa đó không, mà có cái nghĩa là người nào mà không thấy được chân lý của chánh pháp cũng là ngoại đạo. Phong và ví dụ nè, có khi mình nói tôi là đạo Phật, nhà tôi là đạo Phật ba đời, mà mình toàn là làm những cái việc không có cái gì dính dáng tới đạo Phật hết, vậy mình có ngoại đạo không? Ngoại đạo. Ở trong đạo Phật mà không biết gì về đạo Phật hết, mà những cái mình biết nó hoàn toàn nó không dính dáng gì tới đạo Phật hết. Cho nên trong đây mới nói nè, mình đánh cái trống đại pháp để làm gì? Để chế ngự ngoại đạo, nghĩa là vang cái tiếng pháp lên để làm cho cái tâm tư xưa giờ mình hiểu lệch lạc về đạo Phật bây giờ nó phải được hiểu đúng. Cho nên chế ngự ngoại đạo khiến cho tất cả phát tâm thanh tịnh. Xưa giờ mình cũng phát tâm, nhưng mà phát tâm không thanh tịnh. Không thanh tịnh là gì? Là mình van xin, mình cầu khẩn, mình cái kiểu mà mình hay có trả giá với Phật đó. Thật ra không có gì sai nha, không có tội nha. Nhưng mà để nói vậy để mình biết chúng sanh mình đến với Phật có điều kiện hết á. Kỳ này mà con qua được cái nạn này con ăn chay 3 tháng. Thí dụ vậy, đâu có gì tội, nhưng mà mình nói như vậy để mình thấy rằng cái cách của mình đến với đâu, với Phật giáo, với Phật chưa chắc là mình đã trọn vẹn, là tại vì mình lúc nào cũng phải có điều kiện hết á. Ví dụ như bữa nay con thành tâm con lễ Phật trăm lại, Phật nhớ cho con bớt tội. Đâu có gì sai, đâu có gì tội phải không? Nhưng mà mình để mình thấy được là mình chưa có trọn. Cho nên có nhiều người ta thấy mà người trẻ mà đi tu là ta thắc mắc dữ lắm. Còn trẻ mà tại sao đi tu? Tại vì đi tu là chỉ có thất tình thôi. Chỉ có nghèo, không có chỗ ở, không có cơm ăn mới vô chùa, ta nghĩ vậy đó. Thử nghĩ vậy tội nghiệp cho mấy thầy tu. Nhưng có những người, người ta đi tu tâm người ta rất trong sáng, đó là phát tâm thanh tịnh. Cho nên từ cái chữ những cái câu này nè, thì nó quý vị sẽ thấy được là giải thích cho rõ hai cái chữ ngoại đạo mà trong kinh thôi. Tại vì thường thường người ta hiểu chữ ngoại đạo là không có cùng tôn giáo. Ví dụ có nhiều vị đến chùa nói dạ thưa thầy tôi là người ngoại đạo. Thế Phong vào nói đùa, nói dạ không, anh không ngoại chút nào, tại anh đang nội. Nội là ở trong, anh đang ở trong chùa.
Đối với Phật giáo không có kỳ thị anh đó không phải đạo của mình, ngoài đạo. Thì nếu mình nói vậy để gọi có cái từ để mà giao tiếp nói chuyện, nhưng mà cái nghĩa chính thức của nó không phải vậy. Khi mình không thấy được chân lý là mình ngoại đạo như thường. Thí dụ như mình đạo Chúa mà mình không có hiểu gì về Chúa hết, mình nói sai lệch lời của Chúa thì mình cũng ngoại đạo như thường. Mình là Phật tử, mình nói sai cái là ý Phật thì mình cũng ngoại đạo như thường. Khiến cho tất cả phát tâm thanh tịnh, các đại Bồ Tát chuyển bánh xe pháp độ cả trời người. Thường thường á, quý vị sẽ thấy trong nhà Phật có một cái chiếc cái vòng tròn có 8 cây câm, có khi là 12 cây câm. Thì thường thường người ta gọi cái đó là chuyển pháp luân, bánh xe pháp. Tại sao không để vuông mà để tròn? Tại vì vuông thì lập đâu nằm đó, còn tròn thì nó quay hoài. Cho nên là ý nghĩa là làm cho Phật pháp quay hoài không có dứt. Cho nên Pháp Hòa dịch cái câu mà ở trong cái nghi thức, cái bài phục nguyện Ngũ Bích Danh đó. Pháp luân thường chuyển, cái câu là Phật Nhật Tăng Huy, pháp luân thường chuyển. Câu đó mà dịch là Phật Nhật, đạo Phật ngày thêm sáng, xe pháp không ngừng quay. Pháp luân thường chuyển mà. Cho nên mình là Phật tử, mình sống như thế nào, mình tu tập như thế nào để người ta nhìn mình, người ta học được cái pháp mà mình đã tu học. Cái đó gọi là pháp luân thường chuyển. Bên Tây Tạng người ta có một cái cục, cái cây ta cầm quay pháp luân vậy nè. Ta cầm ta quay cả ngày vậy đó. Ta muốn nói gì biết không? Đó, mình muốn cầu cho pháp được thường chuyển. Cho nên ta vừa tụng chú, ta vừa quay. Nghĩa là đem cái năng lực, cái chú lực, cái tâm thành của người ta gửi vào trong cái hình thức quay này, làm cho cái đó nó luôn luôn mãi mãi bất tận. Phật giáo Việt Nam thì không có cái truyền thống là cầm cái cây này quay. Nhưng mà cái cách sống của chúng ta cũng là một cách truyền pháp. Các đại Bồ Tát chuyển bánh xe pháp độ cả trời người, khiến các cõi Phật trong khắp mười phương thanh tịnh trang nghiêm. Trời người mà tu tập thì các cõi Phật cũng thanh tịnh. Nghĩa là bây giờ nó đơn giản, giàu nghèo tốt xấu gì tất cả. Thí dụ mình vô chúng mình tu 4 ngày này ha. Thì 4 ngày mình tu đây là nam nữ tu hạnh phúc. Người giàu, người nghèo, người trẻ, người già, tượng trưng cho hai giới đi, hai cái ranh giới. Nếu tất cả tu thì cõi Phật thanh tịnh. Chúng sanh sáu đường đều được lợi ích. Sáu đường là gì ai nhớ không? Thứ nhất là trời nè, thứ hai là Atula, thứ ba là người, thứ tư là địa ngục, thứ năm là ngạ quỷ, thứ sáu là súc sanh. Chúng ta thường gọi là lục đạo, lục đạo luân hồi. Con người mình, chúng sanh, các loài luân chuyển trong sáu đường. Mà từ cõi trời, trong sáu cái cõi mà luân hồi khổ này đó, thì cõi trời sướng nhất. Cõi trời sướng nhất, sướng hơn Atula chút. Tại vì ăn cơm được trọn vẹn. Atula sướng hơn cõi người chút, nhưng mà thấp phước hơn cõi trời. Atula hơn cõi người bậc. Tại vì tiên người giống dân Atula đẹp lắm, nhưng mà cái phước của họ không trọn như cõi trời. Là tại vì họ hưởng phước có nửa chừng. Họ đang ăn vậy đó, một bữa ăn họ đang ăn vậy, nửa bữa cái là tự nhiên họ nhìn lại là thức ăn trên bàn biến thành cát sỏi hết. Tại vì cái nhân của họ, cái nhân của các vị đó là đang ăn. Nhiều khi cuộc sống của mình có nửa ngày vui, còn nửa ngày nữa phiền não. Có không? Có bữa nào mình nửa ngày vui nửa ngày buồn không? Mới sáng sớm mà được hạnh phúc tới chừng 2 tiếng à. Bắt đầu tiếng thứ 3 là nguyên ngày buồn khổ. Đó, nhân của Atula. Chúng sanh sáu đường đều được lợi ích. Các đại Bồ Tát thành tựu đại trí, trọn vẹn nhẫn nại.
Trọn vẹn nhẫn, đại nhẫn là gì? Đại nhẫn dịch nghĩa là sức nhẫn vô cùng. Nhẫn không phải một lần, hai lần, mà cái sức nhẫn trọn vẹn. Cho nên là trọn vẹn đại nhẫn. Nhẫn nó có thập nhẫn nha. Nhẫn tới 10 loại lần đó. Có nhiều khi mình á, mình phải thuận nhẫn, mình phải nghịch nhẫn. Pháp Hòa ví dụ nè. Thí dụ như là mình nằm ở trên một cái giường, hay mình ngồi trên một cái bồ đoàn tọa cụ, nó khó chịu mà phải ráng ngồi. Thì trong khi mình khó chịu mà phải ráng ngồi thì gọi là cái gì? Nhẫn, nghịch nhẫn. Nhưng mà sáng mà trời lạnh lạnh á, trùm mền mà ngủ á, trời ơi sướng quá. Mà bây giờ mà ngủ nữa là hạnh phúc dữ lắm á. Nhưng mà không được, phải ngồi dậy đi công phu để tu tập. Tại vì Phật nói rồi, mấy cái này là trầm luân, nó êm êm, nó nóng nóng, nó ấm ấm, vậy là ngủ tiếp thuận dữ lắm. Nhưng mà phải ráng ngồi dậy. Cái này gọi là thuận, thuận nhẫn. Có nhiều khi trong cuộc sống muốn gì được nấy, muốn gì được nấy, nguy hiểm. Tại vì có thể mình sẽ bị rơi vào một cái trạng thái là sống chỉ biết ngước lên thôi mà không biết cúi xuống. Cho nên nếu mà đứng trên phương diện ma thì cái mà thuận lợi gọi là ma thuận. Còn đứng trên phương diện ma mà người ta luôn luôn làm cho mình khó chịu gọi là ma khảo. Thầy mới biểu tôi vô úp chén. Tôi mới úp được có mấy cái, bà kia vô nói úp nhẹ không đúng. Rồi bà chỉ tôi lại. Chứ tôi nghĩ bà cũng thuần thành thôi, tôi học theo. Tôi mới làm được có ba cái bà kia vô nói ai biểu để vô đây. Bà bưng ra. Thì bắt đầu tôi thấy sao có một cái chén mà tôi muốn dục rồi đó. Cái đó gọi là khảo. Quý vị về kiếm mấy bài giảng đó, Pháp Hòa có giảng hết 6 loại ma đó. Và Pháp Hòa có giảng đến cả 10 loại ma, 6 thứ khảo. Thuận khảo, nghịch khảo. Cho nên có những cái rất là sung sướng, nhưng mà phải chịu, phải đành, không có được hưởng. Tại vì thuận quá không tốt. Pháp Hòa hay chia sẻ với mấy bạn trẻ đó. Có nhiều bạn trẻ có những khó khăn trên phương diện sinh lý. Thì các bạn hay lên nói chuyện, Pháp Hòa mới nói một cách đó, có một trong những cách là gì? Đừng bao giờ ở gần cái computer. Đừng bao giờ mình thuận lợi thì mình không, mình phải rời nó đi và lập tức đi lễ Phật, đi cắt cỏ, đi xúc tuyết, đi chạy bộ, đi làm cái gì để nó tiêu hao cái năng lượng. Còn mình mà ở gần những cái gì mà nó có thể làm cho mình sai lầm, sa đọa đó, thì cái đó gọi là thuận đó. Nó rất là thuận lợi, nhưng mình phải rời nó đi. Cho nên mình phải nhẫn những cái đó. Nhiều khi giờ này là đang nghịch, đang cái gì, đang nghịch nhẫn dữ lắm đó. Mắt thì nó sụp, chân thì nó đau, lưng thì nó mỏi. Trời đất ơi, nó đủ thứ hết trơn, mỏng nó hoài. Tôi cứ nhìn đồng hồ miết ha. Lâu lâu tôi thấy ông dừng lại tôi hồi hộp ghê vậy đó. Cho nên trong cuộc sống đó, đại nhẫn là gì? Cái gì mình cũng làm tròn hết, thuận hay nghịch. Thí dụ như mình chơi với một người bạn, luôn luôn nói những cái điều mình khó nghe. Và mình chơi, có những chơi với những người bạn mà luôn luôn họ làm cho mình bị dễ xa đà. Thí dụ như là họ rủ mình đi chơi nè, họ bao mình ăn nè, cái gì họ muốn làm cho mình thì mình mất cái hạnh, cái lành, pháp lành của mình. Ví dụ như tối nào mình cũng tụng kinh, nhưng mà giờ tự nhiên tối nào cũng có người bạn rủ đi ăn kem, họ bao. Rủ đi uống cà phê, rủ đi ăn, lúc nào cũng lo, nó rất là thuận. Mà con thiên ma, hễ cái đó mà nó có mặt, lặng thiên ma nó có mặt, nó nói đi đi đừng có phụ lòng người ta.
Quý vị nhớ nha, ma nó có loại bốn loại nãy vừa nói đó. Thiên ma là những con ma nó nói chiều theo mình lắm. Thí dụ sáng mai mà chuông báo rồi cái mình muốn nằm tiếp, cái nó trời còn có 3 ngày, còn có 2 ngày nữa chắc ráng. Cái thiên ma nói tu đâu có ai ép. Kệ nghỉ đi. Còn lát đó mình xuống mình phụ cũng được, tụng kinh giống như làm việc mà. Còn thiên ma nó có cách nó nói. Và con thiên ma đó đó, nó cũng có những loài đẹp lắm. Có những cái nó mượt mà lắm. Thường thường người ta hãy cái gì xấu thì kêu xấu như ma. Nhưng mà ma, thiên ma thì không có xấu à. Thiên ma thì không có xấu. Thiên ma nó đẹp lắm, nó giàu có lắm, nó thuần lắm, nó mới dụ mình được. Nó mới dụ mình được. Giống như hồi nhỏ mấy chú tiểu vô chùa tu á, cái tối quá cái bắt đầu thèm bánh mì, bắt đầu gom tiền lại với nhau, rồi một chú sẽ được hy sinh leo tường đi mua bánh mì. Nhưng mà đi mua bánh mì thì mình nghĩ trong bụng là mình đủ tiền mua bánh mì không thôi. Cái lợi cái vỏ cần xé, quý vị nhớ ở Việt Nam mà mấy bà mình có cái ổ lò than bánh mì ở trong cái vỏ cần xé rồi phủ cái vải lại đó. Cái tới cái bà hỏi chú mua gì chú, cái bà bán bà chỉ gọi mình bình thường, ông nào tới bà cũng chú hết. Chết mồ rồi, bà này phát hiện mình là chú tiểu. Định mua bánh mì thịt, ai ngờ bị phát hiện là chú tiểu. Dạ con mua bánh mì không. Ở trong chùa thì gặp mấy chú tiểu thì kêu chú tiểu. Ngoài đời thì ta gặp ai ta cũng chú đó. Chú này là chú em. Nhỏ ta cũng kêu chú, nhưng mà chú em. Mấy chú đi ra mua bánh mì cái tôi nói chú muốn mua cái gì chú. Ông tưởng đâu là bị phát giác rồi. Thay vì mà hùng tiền mua bánh mì thịt, ông nói dạ con mua bánh mì không. Vậy nói mấy ông nói tại sao mày không mua bánh mì thịt. Bị phát hiện rồi. Tại sao bị phát hiện? Bả gặp tôi bả kêu tôi bằng chú đó. Đó là những cái chuyện chú tiểu nhỏ đó. Nhưng mà thưa đại chúng, những chú ở trong chùa hồi xưa hồi nhỏ đó, có những cái câu chuyện vui như vậy. Nhưng mà các chú không thối lui tâm nha. Tại vì sao? Tuổi còn nhỏ, chẳng qua là những cái ham thích thèm của tuổi trẻ thôi. Nhưng mà cái tâm tu nó không có lui sụp. Pháp Hòa lâu lâu gặp lại những thầy mà tu chung với mình của 30 năm trước, mà anh em mà ngồi kể lại thì mình thấy phải công nhận anh em mình lúc đó cái tâm tu mạnh. Không có bữa cơm nào được no, mà không một đứa nào nghĩ rằng mình sẽ ra đời hết. Không một bữa cơm chiều nào được no hết. Chiều là rầu dữ lắm, mà tuổi thanh niên là nó đói dữ lắm luôn. Trời ơi, tối nào mà giấu được một gói mì gói là nó như thiên đường vậy đó. Ăn được một gói mì thôi mà nó ngon kinh khiếp lắm. Quý vị biết Pháp Hòa thèm nước tương đến mức độ cái ông đó ông vô ông chở Hòa ra phi trường, mà còn trống giờ cái ông nói thầy muốn ăn gì con chở về nhà con cho thầy ăn. Pháp Hòa chỉ muốn ăn cơm với nước tương được không? Nước tương đầu bếp đó, quý vị nhớ cái chai màu xanh xanh của Thái Lan hồi trước không? Chỉ thèm một miếng nước tương đó thôi. Nhưng mà thiệt sự là lúc đó cực khổ lắm. Ngủ thì lạnh, không có cái miếng, chỉ có một miếng gỗ, bốn cục gạch, cái túi mền sleeping bag chui vô ngủ, mà đâu có đủ ấm đâu. Trong những cái hang bò mà buổi đá khuya mà trời mùa đông nó lạnh như nước đá vậy đó. Cực khổ như vậy. Nhưng mà chưa bao giờ khởi một giây phút mình nghĩ tu, không muốn tu nữa, tu cực quá. Mà trong cái đó nhà mình có đầy đủ. Giống như mấy thầy mấy chú vậy đó. Đa số mấy thầy chùa mình đây là con một không. Ở nhà là có phòng, có giường, cha mẹ thương, đầy đủ tất cả. Nhưng mà vô trong này tu 20 năm trời không có được cái phòng.
ngủ chen chúc với nhau, một cái bàn học còn không có. Mỗi lần học thì đi ra ngoài bàn ăn, mà quý vị biết bàn ăn ngay trai đường thì làm gì nó có lúc nào nó cũng được thanh tịnh đâu. Người ra kẻ vào, khách khứa bày biển lung tung, không có cái chỗ để ngồi học bài. Vậy mà đeo đuổi ở tu cho tới bây giờ 20 năm. Cho nên Pháp Hòa nói với mấy thầy là thầy bằng mọi cách thầy phải ráng làm cái tăng xá để cho các thầy có cái chỗ ở cho đàng hoàng. Bây giờ phòng nào cũng là đủ để cái giường thôi, còn như nhà kho vậy, chất thôi là chất. Bột nêm, tiêu, hành, thối gì chất đây á. Không có một cái chỗ thật sự là gọi là một cái phòng. Cái ban học còn không có. Coi như là trên giường là nằm phân nửa, còn phân nửa là để sách vở để. Mà 20 năm trời như vậy. Hồi xưa Pháp Hòa vô tu là cái tủ quần áo Pháp Hòa là cái gì? Là những cái thùng đựng sữa đó. Mấy cái thùng mà bằng nhựa mà ở trong xếp quê nó bán 4 cái ga lông là một cái thùng nhựa đó. Pháp Hòa ra chợ ta cho mấy thùng, lấy cái thùng đó đựng chồng lên. Mấy cái thùng tàu hủ kỳ là mấy cái tủ của Pháp Hòa đó. Nhưng mà tâm tu mạnh lắm, chứ bao giờ nghĩ là mình muốn sung sướng, mình muốn ra về cả. Thì cái thuận hay cái nghịch mình không nao núng, cái đó gọi là đại nhận. Còn nếu muốn nói nữa đó, khi mình ở cái cảnh khổ mà tâm mình vẫn vững chãi, đó là đại nhận. Cho nên ngài Trần Nhân Tông ngài nói á, người nào mà lên non lên núi mà trốn mà ở ẩn mà tu, cái đó là tiểu ẩn. Còn người nào mà ở ngoài chợ, chỗ ồn náo mà vẫn tu được, có là đại ẩn. Tại vì anh ở chợ mà anh tâm không có náo núng, không có bị lung lay. An trụ nơi tâm đại từ đại bi, thành tựu trọn vẹn sức đại kiên cố. Kiên cố là gì? Là một sức mạnh không có cái gì lung lay được. Cho nên cái bài tụng buổi sáng Công Phu Lăng Nghiêm mình tụng, thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong, thước ca ra tâm vô động chuyển. Vậy thì thuấn nhã đa tánh là gì? Là cái hư không này, cái space này nè, cái hư không này có thể tiêu tan. Nhưng mà thật sự hư không có thể dễ tiêu không? Khó phải không? Nhưng mà cho dù hư không này có tan biến đi nữa, thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong, thước ca ra tâm vô động chuyển. Cái tâm thước ca ra của con không lay động. Mà thước ca ra tâm là gì? Là tâm kiên cố, tâm đại định. Tiếng Phạn, thước ca ra tâm và hư không tánh. Cho nên mình ngày nào mình cũng nguyện tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền. Tại vì tu phải có chí, cho nên ngày nào cũng phải chí tâm đảnh lễ. Chí tâm là gì? Cái tâm của mình hướng tới đó. Một tâm mình hướng tới đó gọi là chí tâm đảnh lễ. Không có hướng đâu nữa hết. Tâm mình bây giờ chỉ có một hướng mà đi thôi. Cho nên các vị tu niệm Phật cũng vậy, các vị tu tịnh độ cũng vậy. Muốn đi có một đường này, nhất tâm niệm Phật có ngày thoát ra. Vậy khuyên phải niệm Di Đà, hồng danh 6 chữ thật là rất cao. Năng trừ 8 vạn trần lao, tham thiền quán tưởng pháp nào cũng thua. Nếu mà các vị tu tịnh độ, các vị niệm Phật Di Đà, phải giữ cái tâm cho kiên trì đó. Tôi không niệm Phật, tôi không niệm ma, tôi không niệm phiền não, tôi niệm Phật thôi. Mà mình tâm mình lúc nào cũng niệm Phật thì lo gì Phật không rước. Cho nên cái bài sám niệm Phật đó, trong đó có một câu: niệm Phật, Phật sẽ rước ta, thì hoa sen ấy một tòa hóa sanh. Nhân sao quả vậy? Niệm Phật là nhân, vãng sanh là quả. Ăn chay là nhân, tâm từ phát triển là quả. Thiền, ngồi thiền là nhân, tâm định là quả. Cho đến một lúc nào đó tâm mình định tĩnh, cho nên lúc nào ngồi xuống nhập định liền,
Cũng giống như mình vừa ngồi xuống cái ngủ khò liền. Có cái bài kệ ngồi thiền á: vào thiền đường thấy chân tâm, một ngồi xuống dứt trầm luân. Một khi mình ngồi xuống thì mọi sự rong ruổi nó không còn nữa, mà mình an trú trong định. Sau này các vị mới chế cho vui lên nha: vào thiền đường hết âu lo, một nằm xuống ngáy kho kho. Vào thiền đường hết âu lo, một ngồi xuống dứt trầm luân. Cảm ơn chuông báo, em xin nghỉ. Rồi bây giờ đại chúng, chúng ta sẽ dừng ở đây. Thôi ráng câu nữa đi cho hết cái đoạn này. An trụ nơi tâm đại từ đại bi, thành tụ sức trọn trọn vẹn sức đại kiên cố. Đại kiên cố để làm gì? Phụng sự vô lượng các Như Lai mà không niết bàn. Phụng sự vô lượng các đức Như Lai mà không niết bàn. Tại vì thường thường Bồ Tát á, là đi hỗ trợ cho các Phật. Tại vì mình đang nói về các Bồ Tát mà. Pháp hội này đang tập hợp các vị Bồ Tát, và các vị Bồ Tát này thành tựu được sức đại nhẫn, an trụ tâm đại từ đại bi, trọn vẹn sức kiên cố. Bác các vị này chuyển bánh xe pháp, biện luận thông suốt vân vân. Và các vị này làm gì? Phụng sự vô lượng các đức Như Lai. Không phải một Như Lai mà các đức Như Lai. Cho nên đại chúng thấy Phật nào cũng có Bồ Tát đứng kế bên đó. Đó là một biểu trưng, một biểu tượng rằng chúng ta làm việc gì có những người hỗ tương cho mình, thành tựu việc lớn. Di Đà thì có ai? Quan Âm Thế Chí. Dược Sư thì có ai? Nhật Quang, Nguyệt Quang. Thích Ca Như Lai có ai? Văn Thù Phổ Hiền. Đó là nói về mặt các vị Bồ Tát. Còn nói về các vị A-La-Hán thì có Mục Kiền Liên, có Ngài Xá Lợi Phất. Còn thờ theo các chùa ở bên Việt Nam hay Trung Hoa thì Ca Diếp A Nan. Thường thường ở các chùa xưa đó, Phật Thích Ca ngồi giữa, có hai thầy đứng cung tay vậy nè. Một ông thì da nhăn già khằn, đó là Ngài Ca Diếp. Còn ông thì trẻ trung rất là đẹp, đó là Ngài A Nan. Nếu mà người ta nói đến các vị mà A-La-Hán hiện tại đệ tử Phật thì ta tạc hai tượng đó. Còn nói là đệ tử Bồ Tát, tăng có hai loại: tăng Bồ Tát hay là tăng A-La-Hán. Thanh Văn Tăng, Bồ Tát Tăng. Bồ Tát Tăng là Văn Thù Phổ Hiền, Quan Âm Thế Chí rồi vậy. A-La-Hán Tăng là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ma Ha Ca Diếp, vân vân. Cho nên mình một vị Phật mà có mặt á, khi phát cái nguyện rồi thì các Bồ Tát kia con xin tình nguyện giúp. Giống như mỗi lần Pháp Hòa ở đây mình tổ chức khóa tu vậy đó, cái có một vị nói: thầy ơi, tôi muốn xin nấu một ngày, tôi muốn xin nấu hai ngày. Bữa nay là dưng hôm nay và ngày mai, đây là các anh chị trong nhà dưỡng lão cúng dường đó, các vị đó tình nguyện lên nấu cho mình đó. Làm việc ở nhà dưỡng lão xong rồi là chạy lên đây nấu cho mình, chuẩn bị cho mình hai ngày, xin nấu bữa nay và ngày mai. Rồi có những Bồ Tát ở Cali qua trước cả tuần để đón các Bồ Tát ở xa tới. Bồ Tát kia cũng ở xa, nhưng mà xa mà có thể tới trước, cho chuẩn bị chỗ cho các Bồ Tát tới sau. Phụng sự vô lượng các đức Như Lai mà không niết bàn. Mà không niết bàn nghĩa là gì? Nghĩa là không có nhập diệt, không có đi, không có nghỉ hưu. Mà các, cho nên Ngạ Nan mới nói đó. Ngạ Nan nguyện là tương thử thâm tâm phụng trần sát. Nhớ không? Cái câu mình hay tụng buổi sáng đó. Nghĩa là đem cả thâm tâm này phụng sự chúng sanh như nhiều như cát bụi. Mà nếu như mà như dứt chúng sanh vị thành Phật thì chung bất ư thử thủ nê hoàng. Nếu có một chúng sanh chưa thành Phật thì con thề, con nguyền không bao giờ con thành Phật.
chung bất ư thử thủ nê hoàng. Nê hoàng là niết bàn á. Giống như ngài Địa Tạng thôi, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Nếu mà dưới địa ngục chưa hết người khổ thì tôi không làm Phật. Cho nên đó là cái lời nguyện của các vị mà nếu có chúng sanh, nghĩa là ngày nào còn chúng sanh, ngày đó mình phải làm việc. Mà khi mà làm việc rồi thì không nghỉ ngơi, không có về hương, không có niết bàn, tức là không có đi về cái chỗ an tịnh của mình, mà luôn luôn lăn xả vào đời để tiếp đón.